đi. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay em mình nó đòi chơi game mà mình sẽ chơi đi. Chơi đi. Cháu chúc. Cháu chúc. Mua đời. Em chơi nha. Em chơi nha anh hai. Con có thể mua đồ giúp mẹ là không? Hãy giao việc ấy cho con. Chơi hết rồi. Đây là những đồ. Mấy cái đồ này ít mà. Cô bán hoa quả. Hãy tìm hoa quả và rau phải mua. Ôi dồi chị. Bạn thật giỏi. Xong rồi, xong một cái. Cầm đi em. Khu bán đồ chơi. Nằm xuống. Có đồ chơi cần mua ở đây thì sao? Hãy thử tìm xem nào. Hãy thử mặc xem cái áo nào hợp với bạn. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Cô bán bánh gà tô. Hãy trực tiếp làm chiếc bánh gà tô mà bạn thích. Giày, búp bê, áo. Cái này có tính tiền không? Đấy chỉ tính tiền. Đây thôi. Đây là tổng số tiền mua sắm. Nói tính tiền đó. Thôi là 20.000. Đây là tiền năm. Đấy, 15.000. Được quà trứng. Tí tới hãng chơi nha. Để đây này. Đây là những đồ nhất định phải mua. Khu bán sản phẩm sinh hoạt. Hãy thử tìm đồ dùng sinh hoạt cần phải mua nào. Mình đi rồi mình. Phải mua nào.
lại xem. Không sao, tôi lấy ai thì cho mình like nhé. À, tạm biệt các